Truyền hình thông tấn đã đưa tin về vụ cướp biển xảy ra trên vùng biển giáp danh giữa Malaysia và Việt Nam vào ngày 11 tháng 6. Sau hơn 3 ngày truy tìm, thì vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6, cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ và đưa toàn bộ toán nghi phạm cướp biển về huyện đảo Phú Quốc để tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng nói trên. Theo thông tin ban đầu, sau khi lên tàu Harmony, nhóm cướp đã khống chế thuyền viên, bắn bị thương một thủy thủ và đánh bị thương 11 thủy thủ khác. Trước khi rời tàu, bọn chúng đã lấy đi tiền bạc và tài sản cá nhân và rời khỏi tàu bằng xuồng cứu sinh. Đến 9 giờ 30 ngày 19 tháng 6, cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông tin từ đồn biên phòng Thổ Chu có một xuồng chở 8 người nước ngoài khai là bị nạn trên biển vào đảo Thổ Chu. Trước thông tin trên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận định đây có thể là xuồng của bọn cướp bỏ chạy từ tàu Harmony. Vì vậy, đã cử lực lượng nghiệp vụ và phiên dịch từ tàu Cảnh sát biển 2002 và Cảnh sát biển 2004 lên đảo Thổ Chu, phối hợp với đồn biên phòng Thổ Chu tiến hành đấu tranh lấy lời khai ban đầu từ các đối tượng nghi là cướp có vũ trang trên biển. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã đưa toán nghi phạm về Phú Quốc để tiếp tục đấu tranh và phối hợp với Cảnh sát biển Malaysia, Trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển tại châu Á, điều tra, xác minh làm rõ. Trước đó, ngày 13 tháng 6 năm 2015, Cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải và Thực thi Pháp luật trên biển Malaysia về vụ tàu Harmony quốc tịch Malaysia chở hơn 6.000 tấn xăng bị mất liên lạc từ ngày 11 tháng 6, có nghi là bị cướp biển.